cái sự quan tâm của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, trong cái quãng V-League nghỉ vừa qua cũng có một phần đến từ SEA Games. Bản thân Đức đánh giá như thế nào về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Ten nói riêng và các cầu thủ U22 Việt Nam nói chung ở giải đấu vừa qua? Đức cũng có xem một vài trận của SEA Games vừa rồi, thì Đức thấy thì các cầu thủ Việt Ten thì cũng toàn là gương mặt quá quen thuộc rồi, và họ cũng luôn chơi tốt khi được trao cơ hội khi ra sân. Ở kỳ SEA Games này thì Đức thấy các cầu thủ chơi cũng rất là tốt, và đây đặc biệt là huấn viên mới đó, nên là có đôi chút thiếu may mắn ở trận bán kết vừa rồi. Dù U22 Việt Nam không thể bảo vệ được ngôi vương tại SEA Games 32, nhưng theo Hoàng Đức thì lứa cầu thủ này có những triển vọng như thế nào để có thể phát triển trong tương lai? Đức thì cũng không đánh giá về ai bao giờ cả, nhưng mà Đức cũng hy vọng cái đấy là việc của huấn luyện viên, và Đức cũng hy vọng là các lứa đàn em sẽ kế cận được các lứa đàn anh và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tương lai và đạt được nhiều thành công. Từng là một nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam trong các chiến dịch vô địch SEA Games vừa qua, thì Hoàng Đức chắc hẳn là sẽ rất hiểu được những cái áp lực dành cho cầu thủ trẻ khi tham dự giải đấu này. Đức có thể có một cái chia sẻ gì đó với các cầu thủ trẻ qua cái giải đấu vừa rồi? Đức cũng đã được tham dự hai kỳ SEA Games, và cái kỳ SEA Games đầu tiên thì cũng là cực kỳ khó khăn, vì đấy là rất là áp lực khi Việt Nam chưa bao giờ giành được huy chương vàng cả. Đó là một cái kỳ SEA Games rất là đặc biệt, cũng là ý nghĩa với Đức, khi sau khi giành được cái chức vô địch của kỳ SEA Games đó thì Đức mới cảm thấy đấy nó mới nhẹ nhàng hơn, mà nó cũng thoải mái hơn khi mình đã vô địch được lần đầu tiên cho Việt Nam. Và kỳ SEA Games thứ hai thì nó cũng lại đặc biệt hơn nữa, vì nó lại tổ chức ở sân nhà, và Đức cũng là một trong ba người được tăng cường là những người lớn tuổi để thi đấu kỳ SEA Games đó. Và sau khi vô địch thì Đức cũng lại cảm thấy mọi thứ nó cũng đã được giải tỏa hơn, và nó cũng bớt áp lực đi, và Đức cũng cảm thấy như năm nay thì có lẽ là một phần là chắc do nước chủ nhà không tăng cường, và các em cũng đang là những cái người mà Đức cũng đã đọc báo như huấn viên chia sẻ là những cái người rất ít được thi đấu ở môi trường V-League và phải cần thêm cái kinh nghiệm hơn nữa để thi đấu. Và Đức thấy năm nay toàn đội chơi cũng rất là tốt rồi. Đức cũng chỉ biết động viên là nếu như những kỳ SEA Games tiếp theo và sẽ có những cái cầu thủ trẻ để kế cận sau này nữa, thì Đức chỉ mong muốn là các cầu thủ ra sân một cách tự tin nhất và cống hiến hết mình cho đất nước và giành được kết quả cao nhất. Ở U22 Việt Nam thì đã không thể bảo vệ được ngôi vương tại SEA Games. Nhiều người nhắc tới vai trò của những cầu thủ lớn tuổi, nói về câu chuyện là U23+3. Theo quan điểm của Hoàng Đức thì vấn đề này như thế nào? Đức thấy thì cái vấn đề đấy nó không quan trọng đâu. Đức thấy có thể là năm nay là do chủ nhà người ta không áp dụng cái luật như là tăng cường ba cầu thủ quá tuổi, nhưng mà Đức thấy cũng không quá quan trọng khi toàn đội đã chơi rất là tốt, và mình phải nhìn tất cả về mọi mặt chứ không thể nói sau một trận thua bán kết mà có thể nói là các cầu thủ thiếu những người lớn tuổi không thể dìu dắt để đưa kia được, vì các em cũng đã làm hết mình và cũng chơi rất là tốt, và đây là huấn luyện viên mới, và em nghĩ là cũng phải cho huấn luyện mới cần thời gian nữa để chứng minh hơn nữa. Và cũng như là SEA Games này, Đức thấy Việt Nam có thể không giành được chức vô địch, nhưng mà cũng thấy là một màn trình diễn tốt rồi ạ. U22 Việt Nam thì không thể giành chức vô địch SEA Games, không thể giành tấm huy chương vàng, thì nhiều người ta đã nghi ngờ cái năng lực của huấn luyện viên Chu Dê, nhưng cũng không ít quan điểm thì bảo vệ chiến lược gia người Pháp, bởi vì đây mới là giải đấu đầu tiên của ông ấy ở Việt Nam. Bản thân Đức thì đánh giá như thế nào về quan điểm này, cũng như là cái việc là Đức đã có quãng thời gian làm việc với huấn luyện viên Chu Dê ở đội tuyển Việt Nam, thì chắc chắn là Đức cũng sẽ có những cái sự am hiểu nhất định. Ở thời gian vừa rồi thì Đức phải chia sẻ thì Đức chưa được làm việc nhiều với cả huấn luyện viên mới, vì ở quãng thời gian vừa rồi Đức cũng chỉ mới được tập trung có 3 ngày thôi, và cũng mới chỉ tập được 4 buổi, nên là cũng chưa thể hiểu rõ được huấn luyện viên này như thế nào. Nhưng mà Đức mong thời gian tới nếu mà có cơ hội được lên đội tuyển thì Đức sẽ tiếp xúc nhiều hơn, và cũng có thể dần dần hiểu được lối chơi của huấn luyện viên mới. Đức nghĩ là cũng phải nên cho huấn luyện viên mới cần thời gian, một chút thời gian dài hơn nữa, để huấn luyện viên mới có thể chứng minh được cái khả năng của mình. Đức thấy thì nhiều người cũng có thể không hài lòng về cái năng lực của huấn luyện viên mới, mà cũng có nhiều người là rất là ủng hộ cái việc mà huấn luyện viên mới đã sau khi thay thế huấn luyện viên Bắc, thì Đức thấy là mọi người hãy nên cho huấn luyện viên mới một chút thời gian để huấn luyện viên mới có thể hiểu rõ hơn nữa về bóng đá Việt Nam, và cũng như để khẳng định cái bản thân mình có thể trong thời gian tới sẽ diễn ra nhiều cái hay hơn.
Tất nhiên SEA Games cũng chỉ là một cái giải đấu đầu tiên của huấn luyện viên Chu Xie ở bóng đá Việt Nam. Mục tiêu xa hơn của chúng ta vẫn là World Cup 2026. Theo Đức thì huấn luyện viên Chu Xie sẽ có những lợi thế như thế nào để giúp bóng đá Việt Nam có thể là nghĩ về cái ngày hội bóng đá lớn nhất của hành tinh? Đức thấy Việt Nam bây giờ cũng đang rất muốn là tham dự được World Cup cũng như là lần đầu tiên. Thì Đức mong muốn là huấn luyện viên có thể có dẫn dắt được rất nhiều đội như là Nhật Bản, Châu Phi gì đó, rồi thì Đức mong những cái gì kinh nghiệm của huấn luyện viên có thể dẫn dắt được đội tuyển quốc gia cũng như là U23 có thể ngày một tốt lên và cũng hướng đến cái mục tiêu chung cũng như là mục tiêu cuối cùng là tham dự World Cup. Mỗi khi trên sân thì có thể là chắc ông ấy cũng rất là ân cần cũng như là rất là chăm chú vào cái những từng cầu thủ cũng như là hay chỉnh sửa những cái động tác sai ấy. Đấy là những cái điều nhỏ nhắn nhất nhưng mà tôi thấy nó rất là tốt cho từng cầu thủ. Có vẻ cái lối chơi của ông huấn luyện viên mới rất khác so với huấn luyện viên trước, thì có thể thiên về việc cầm bóng nhiều hơn, ông có vẻ thích kiểm soát bóng, thì tôi nghĩ là đấy cũng sẽ phù hợp với cái con người như là cái thể trạng của cầu thủ Việt Nam. Là để tiến xa hơn nữa thì chắc cũng có lẽ cần thời gian để chứng minh. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Đức đã dành thời gian cho tạp chí Thể Công tuần này và chúc cho Đức cùng Vietnam FC sẽ có được những màn trình diễn thành công khi V-League quay trở lại.